Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực cầu Hưng Hà thuộc xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên vừa lập biên bản xử phạt một lái xe không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Vào khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 4, trong lúc kiểm soát phương tiện, tổ kiểm soát đã phát hiện ô tô 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 62LD-0267, trên xe có 3 người ngồi, cả lái xe đều không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe là anh Trần Văn Rồng, chú tại xã Thiện Phiến, Tiên Lữ, đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh và xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, anh Rồng không chấp hành mà còn có hành vi lời nói khiếm nhã, thách thức tổ công tác. Sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, anh Rồng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và thực hiện xử phạt không đeo khẩu trang theo Nghị định 176 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và hành vi cản trở người thi hành công vụ. Trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra cũng phát hiện lái xe hết hạn giấy phép lái xe 1 tháng.